Sức mua sụt giảm, hoạt động kinh doanh của nhiều đại lý ô tô gần như đóng băng trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh là những nguyên nhân khiến tỷ lệ hàng tồn kho tăng nhanh sau quý 1 năm 2020. Trong bối cảnh đó, từ tháng 3 năm 2020, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA, Bộ Công Thương cũng như Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thống nhất đề xuất Chính phủ, Quốc hội một số giải pháp hỗ trợ ngành sản xuất kinh doanh ô tô, trong đó có xét phương án giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất lắp ráp trong nước. Những đề xuất này được các nhà sản xuất kinh doanh ô tô hy vọng sẽ trở thành chiếc phao cứu sinh góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, kích thích sức mua trên thị trường ô tô sau đại dịch Covid-19. Liên quan đến đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước, sau cuộc họp thường trực Chính phủ về dự thảo nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp tiếp tục tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo, Thủ tướng đồng ý với phương án giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tới hết năm 2020 nhằm kích thích tiêu dùng trong nước. Tuy nhiên, trao đổi với các phóng viên bên lề kỳ họp Quốc hội khóa 14 khai mạc hôm 20 tháng 5, ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Thủ tướng mới đồng ý về chủ trương để trình Quốc hội. Đây mới chỉ là thống nhất chủ trương, còn thẩm quyền quyết định là Quốc hội. Quốc hội sẽ quyết định chứ không phải Chính phủ. Như vậy, với đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước, người tiêu dùng cũng như các doanh nghiệp đại lý kinh doanh ô tô phải tiếp tục chờ đợi đến khi có quyết định từ Quốc hội. Ở thời điểm hiện tại, khách hàng mua ô tô du lịch 9 chỗ ngồi trở xuống vẫn phải đóng lệ phí trước bạ từ 10 đến 12% tùy từng địa phương, tương đương giá trị xe. Trong bối cảnh chờ đợi những chính sách hỗ trợ từ nhà nước, các doanh nghiệp ô tô vẫn đang nỗ lực gượng dậy sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Việc đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước đến nay vẫn chưa chính thức được thông qua, vô tình khiến một số khách hàng có tâm lý chờ đợi và tạm hoãn kế hoạch mua xe. Tuy nhiên, thực tế thời gian gần đây, nhiều đại lý ô tô đã nỗ lực tung ra chương trình ưu đãi giảm giá, thậm chí mức giảm còn cao hơn nếu so với mức giảm 50% lệ phí trước bạ. Theo khảo sát của phóng viên Thanh Niên, ở thời điểm hiện tại, nhiều mẫu mã ô tô đang được các đại lý mạnh tay giảm giá bán với hy vọng xóa tan tâm lý chờ đợi giảm thuế phí từ phía khách hàng, kích thích sức mua, qua đó có thể cải thiện doanh số, xả hàng tồn kho. Không chỉ lắp ráp trong nước, các mẫu mã ô tô nhập khẩu cũng được đại lý mạnh tay giảm giá bán. BMW X7 đang được các đại lý BMW tại Việt Nam giảm 650 triệu đồng, đưa giá bán mẫu SUV hạng sang về mức 6,849 tỷ đồng. VinFast vẫn đang áp dụng chính sách ưu đãi giá với mức giảm gần 300 triệu đồng đối với các mẫu xe Lux A2.0 và Lux SA2.0. Trong khi đó, ở phân khúc phổ thông, một số phiên bản Toyota Fortuner đang được Toyota Việt Nam áp dụng chính sách hỗ trợ một phần lệ phí trước bạ cho khách mua xe. Tuy nhiên, thực tế tại các đại lý, Fortuner đang được giảm giá kèm theo quà tặng phụ kiện với tổng trị giá từ 50 đến 110 triệu đồng. Nissan cũng áp dụng mức giảm từ 50 đến 100 triệu đồng với các phiên bản Terra. Mitsubishi cũng đang áp dụng chương trình giảm giá hơn 100 triệu đồng với hy vọng xả hàng tồn với các mẫu Trident 2019. Trong khi đó, Hyundai Kona giảm giá bán từ 40 đến 55 triệu đồng tại các đại lý. Suzuki cũng đang giảm gần 50 triệu đồng cộng với quà tặng cho khách hàng mua xe Etiga 2019 nhằm xả hàng tồn kho. Khi chiếc phao giải cứu thị trường ô tô vẫn chưa được bung ra, các doanh nghiệp đại lý kinh doanh ô tô không còn cách nào khác ngoài việc dồn sức tự bơi bằng việc giảm lợi nhuận, giảm giá bán xe để giải cứu lấy mình.